Chồng nó lại hát rồi. Vì anh vẫn luôn luôn yêu em như lúc mới yêu. Thực sự nhiều khi muốn nhắn tin gửi cho Châu nhiều. Rồi là phải setting lại à. Lại sẽ. Yên tâm, chuyện này tôi cân hết, không có gì mà phải xoắn. Chúng nào? Lucian hả? Mày không nói. Mày không nói ai biết độ mà cái quả đó mày có lên hay không, tao cũng đâu biết thằng lết là ngu nào, giờ mày nói tao mới biết là mày. Đó tao bị kẹt rồi. Cô. Đó. Chào ơi, ô mà đừng
Nịnh nịnh quá. Rồi, mình có mạng là đẹp rồi. Để má lại lại phải gánh cái thằng ngu châu này nữa rồi. Mày bán nào trước. Nhẹ nhẹ nó mới cái thằng Sủ Nhi này. Thằng Sủ Châu này nó fit nữa rồi. Trời ơi. Giỡn hả? Giỡn hả? Hai dân chơi. Rồi đang xuống nè. Thằng kia mất lá, mất cái gì chưa ta? Mẹ con lo sợ kia chết kìa. Đánh tin cho nó mà nó bam thằng kia kìa mày không thấy à? Mẹ tao đánh kịp cái đó là nó đâu có bung cái quy ra được. À, có con ti luôn rồi nè. Tóc biến lên để phá cái quy của nó. Này mất lát chưa ta? Chết cái gì nó vô buông ra nó tên liền mà. Ra luôn. Sổ ca này luôn phải giật được cái sổ thôi. Ủa đâu rồi? Mày dùm rủi, gán chờ luôn đi. Mày tội xe. Để tao ăn blue này nha, mày blue sao nha. Để nó ra cái tao ăn blue xong nó ra cái giết cái mạng nữa. Gì đâu ta, nó chạy qua đây nguy hiểm quá.
có không? Đi mới level 7, tao level 9 rồi nè. Tèo 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 tèo. Ủa nãy giờ chưa nào kiếm cái tế đàn này, cái này luôn. Đánh là phải cơ hội liền thấy thằng gì với bó nãy giờ, thằng gì nó đâu có qua rồi, nó đâu có là nó ganh với tiêu, tôi cũng không biết. Ơi what the fuck, mẹ con chó này, đó đó chó này. Bố nhớ đó nhưng mà bố không nhớ đâu chó. Trời, chơi con này là buộc rồi, chơi con cắt nơ này là buộc, nhắm phím quy liên tục rồi. Cái đó phải là combo huyền thoại. Quy giàu nhất đây, hello giàu nhất đây, tại bạn quánh à. Bạn phải nhấp liên tục thì tại vì cái đòn đánh thường nó hồi cái quy nè, mà hồi quy một giây nữa là coi như là cung đao có 81 rồi. Đó. Không, nhấp đó, nổ liên tục. Chơi con này là buộc phải combo vậy rồi. Rồng đam. Gì kìa. Tao sợ nó hay gì mà binh cái đéo gì vậy? Tao quất nó luôn bây giờ. Đây ra đây, qua đây, chạy xuống đây. Thủ cái đó gọi là quyết đoán. Đây chuẩn bị nó đưa mạng cho mình nè. Mình chờ nó thôi, mình chờ nó đi tới thôi. Dạ, không, nó sẽ vô đây trước. Thấy không? Trời ơi, nói gì đi. Làm sao mà đỡ kịp? Nó không biết gì sao nó chết luôn á. Con chó, con gà. Gà con. Tôi cướp banh rừng hết. Tới lúc mà tôi sanh là tôi cướp banh rừng hết. Còn nó phát hiện tôi mà thầy, chỉ cần tôi thấy thằng Zin gọi trên map tôi bảo đảm tôi qua tôi chét rừng liền rồi. Để mình còn cướp sạch nó là tự nhiên nó out level à. Thank you.
rồi đúng mở đó thằng chó này đâu làm gì dầu nhớt đây đẩy 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 dầu nhớt đây băng rừng băng núi hết mẹ tôi farm còn muốn băng lan luôn rồi thấy không farm muốn băng lan thấy không level con chó con mèo con làm gì á làm gì đó cái gì vậy? Dòng red chắc tao cho mày rồi. Mày nãy mày cả ít cấp tao mà tao cho mày mới cả ít cấp tao mày nhớ không trời ơi tao ít thù dặn thù dai lắm chuối đứng lại chuối ơi chuối đứng lại chuối ơi đứng lại chuối đứng lại chuối đứng lại chuối đâu rồi chuối vẫn còn chạy đứng lại ở đây chuối đứng lại 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 chạy hả chuối quanh lại hả chuối thấy không hai chuối ngon lành giỡn với anh à lé vào tám ôi trời ơi lé vào tám ôi tóc biến ôi trời ơi ôi giỡn ôi giời ơi anh ấy làm gì đấy dầu nhất đây đẩy dầu nhất đây đẩy dầu nhất đây ơi chết ơi cứu nhóc gió quay rồi, anh đang quay. Trời ơi, nó AK luôn, tôi trâu bò lắm rồi. Lên cái thông đạo nữa. Làm gì sao tìm bạn chơi hello lại dòng nhất đây đã chạy à chạy đua với anh à địt câu mẹ nó chạy nhanh quá đu đéo lại nó cay thiệt đéo đu lại nó nó chạy càng ngày cái
Cái gì vậy? Trời ơi, đâu đâu thơm vậy? Gì, dám giết ngài Châu à? Này hỗn láo. Hỗn láo đi xin. Trời ơi, giàu nhất đây, đẩy 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 giàu nhất đây. Địch con mợ chạy đua với anh à. Chạy với anh à nó đông quá, giọt về lấy cái thông đạo cái. Cái gì? Trực tự. Rồi để anh cân tim nha, anh Benta cho nó. Đồ anh như vậy ai chống nữa. Rồi, chạy đâu. Mẹ chống cự hả? Ghét. Buông ta chịu chối đi rồi để anh quạo. Wow. Mình có chạy luôn rồi. Mày chống cự với chị. Trời ơi, nó e xong rồi tao đợi hồi cái siêu cái đó, tao vừa hồi cái W luôn thôi, tao chết rồi đó. Mày không thấy mẹ nó e cái mất luôn cái siêu à? Quả nó đừng đập chạy, cậu xanh chạy mẹ. Mày thấy 15-0 cái mày định dụ anh mất kinh hả? Đúng rồi. Anh không có nghe lời dụ dỗ của mày đâu. Rồi nha, ra đây. Để anh. Trời à. Thì mai không tới. Dù anh mất Trinh nè. Trinh tiếc anh vậy là anh cho chồng anh thôi, mày đừng có lừa à, anh. Rồi làm bán gót cùng vĩnh hay là cùng gót đi. Chọc cái ông Minh sẽ tăng này. Nói cùng gót đây là bắn súng.